Xin chào, mình sẽ anh yêu bà Gia Gia xin chào nha. Mình giới thiệu đó là bút tô màu. Đây, bên mình có rất là nhiều loại này. Đây là mực dầu nè, gỗ nè, mực sáp vặn nè, chì gỗ nè. Nhiều lắm nha. Đây. Mình có thể tới nhà sách anh yêu bà La Gia để lựa mẫu cũng như cho bé lựa. Nhiều lắm. Đây bên này nữa đây. Đó. Nhiều quá, màu nước đây. Màu nước đây nha các bạn. Okay.